Hello everyone. In the lesson today, we learn about three consonants: n, n, and ng. Okay, let's start our lesson. Nào, hôm nay chúng ta sẽ học bài về phụ âm m, n và ng. Chúng ta nhé, học ba phụ âm. Nào, xét về ba cái phụ âm này, chúng ta quan sát ở bảng phiên âm của chúng ta: m trong từ man, n trong now và ng chúng ta trong sing, đúng không? Sing. Đấy. Các em quan sát cho cô là ba âm này của chúng ta đều là âm gì hết các em nhỉ? Âm hữu thanh nhá. Thế thì âm phát âm ba âm này chúng ta sẽ thấy là phần học chúng ta sẽ dùng một chút m, n và gì? Ng. Ok. Nào, chúng ta sẽ xét cách phát âm của từng âm này. Nào, âm đầu tiên của chúng ta chính là âm m. Các em quan sát nhá. Nào, chúng ta âm m, âm n và âm ng. Cái luồng hơi của chúng ta có một điều đặc biệt đó là gì? Nó đều đi qua mũi hết. Ba âm này các em chú ý nhá, là luồng hơi đều đi qua mũi. Đó là sự giống nhau cách phát âm của ba cái âm này. Tuy nhiên sự khác biệt như thế nào? Các em quan sát đầu tiên, chúng ta vào âm M. Âm M của chúng ta thì lips closed, tức là môi chúng ta sẽ là gì các em nhỉ? Đóng, đúng không? Đây người ta gọi là phụ âm môi mà, âm đóng M. Đó. Âm thứ hai, âm N của chúng ta thì phần lưỡi của chúng ta sẽ chạm vào phần vòm họng nhá, chạm vào hàm họng. Đấy, tongue touches roof of mouth, lưỡi chạm vào vòm họng. Còn âm ng thì lại hơi khác âm n một chút, các em quan sát. Đó là gì? Back of tongue, tức là phần mặt sau của lưỡi của chúng ta sẽ chạm vào phần vòm họng nhá. Chúng ta âm đầu tiên phát âm là m, m. Âm thứ hai là n, n. Âm thứ ba là ng, ng. Nào, ba âm này khá giống với m, n và ng của tiếng Việt. Tuy nhiên em sẽ phải rung cổ họng một chút và chúng ta sẽ bật ra một chút nhá. Chúng ta có m, n và ng, đúng không? Nào, chúng ta sẽ xét cái cách nhận biết của từng cái âm này của chúng ta. Nào, đầu tiên là âm m của chúng ta. Âm m khá đơn giản các em ạ. Đó là chỉ có một trường hợp duy nhất thôi. Đó là chữ cái m của chúng ta phát âm là âm m. Đây, chúng ta quan sát một số từ như đây. Ví dụ tiền chúng ta có từ money, đúng không? Nào, mùa hè sẽ là summer. Và thời gian là time, đúng không? Time, đó. Về phía âm n thì chúng ta có hai dấu hiệu sau đây. Chúng ta quan sát. Đầu tiên thì chữ cái n của chúng ta cũng phát âm là âm gì? Âm n. Chúng ta trong một số từ như này, các em quan sát đây. Chúng ta có từ network nhá, mạng lưới này. Từ thứ hai này, nhiều nắng này, nắng ráo. Tính từ chúng ta có tính từ sunny, đúng không? Và mặt trăng thì chúng ta có tính từ moon. Ok. Đó. Tiếp theo chúng ta có cái chữ K và chữ N ghép với nhau thì cũng phát âm là âm N, các em chú ý nhá. Và ở trong trường hợp này thì âm K của chúng ta, kiểu cái âm K trong từ đó sẽ là âm gì các em nhỉ? Âm câm, đúng không? Nào, chúng ta có một số từ sau đây như là con dao, chúng ta có từ knife, đúng không? Đầu gối là gì các em? Knee. Và kiến thức, tri thức chúng ta có danh từ knowledge. Knowledge. Lưu ý giúp cô nhá. Cô nhắc các em luôn này, từ này của chúng ta có một cái từ ở đầu chúng ta đây, cái từ này. Nó là từ gì các em nhỉ? Know, đúng không? Rất giống từ know. Tuy nhiên khi ghép vào đây thì không được phát âm là knowledge các em nhá, mà phải là gì nào? Knowledge. Ok. Nào, chúng ta sang cái phần chú ý một chút, đó là cái âm n câm của chúng ta. Cái âm n câm này thì nó xuất hiện khi mà trước nó là một âm m. Các em chú ý nhá. Nào, chúng ta quan sát xem. Mùa thu của chúng ta là phát âm là autumn, đúng không? Autumn. Các em quan sát đây, các em nhìn phần âm của nó đây, sẽ không có bất cứ cái âm n nào. Tương tự như vậy, cái cột chúng ta có từ column nhá, column, phần âm của nó đây cũng không có âm n nào hết. Và trong trường hợp này của chúng ta thì âm n kia chuyển thành âm gì các em? Âm câm, đúng không? Nào, chúng ta sang cái thằng âm thứ ba là âm ng. Âm này thì khá là dễ biết thôi. Chúng ta có hai trường hợp sau đây. Trường thứ nhất là cái chữ cái n của chúng ta được phát âm là âm ng. Nếu như chữ n đó đứng trước âm k hoặc là âm g mà chúng ta học trước đây. Nào, ví dụ em quan sát cho cô. Nào, ngân hàng chúng ta có danh từ là bank, đúng không? Bank. Nào, chú bác hoặc là cậu của chúng ta có danh từ uncle. Uncle. Nào, góc ta có angle nhá. Và đói bụng, tính từ đây, đó chúng ta có tính từ hungry, đúng không? Nào,
Bây giờ thì các em sẽ phân biệt cả ba âm này cho cô nhá. Chúng ta sẽ xếp một cái bảng gồm có ba cột. Đó, chúng ta sẽ làm ba cột đây, các em quan sát ba cột của chúng ta đây. Cột đầu tiên sẽ là những âm là m. Cột thứ hai, đó, phát âm là n. Và cột thứ ba của chúng ta chính là phát âm là n. Nào các em quan sát cho cô. Nào, từ đầu tiên nào, từ đầu tiên bên kia phát âm là gì các em? Mummy, đúng không? Mummy. Cột thứ hai chúng ta có từ money. Money. Cột thứ ba là monkey. Monkey. Ok. Nào đầu tiên này, he loves mummy. Câu thứ hai này, he loves money. Từ thứ ba với câu he loves monkey. Ok, rất khác biệt. Nào, nhóm thứ hai chúng ta gồm với từ đầu tiên theo âm là come. Come. Đó, chải đầu, đúng không? Chải đầu hoặc là cái lược của chúng ta. Tiếp theo danh từ chúng ta có danh từ cone. Cone. Đó, thứ ba chúng ta có conk. Conk. Đó. Cái từ này của chúng ta hơi đặc biệt một chút các em nhé. Đây là cái từ mà rất là thân mật. Đó, và rất là hóm hỉnh khi chúng ta muốn nói về cái mũi của chúng ta. A nose đó. Đó có thể phát âm là a conk nhá, conk. Nào, vậy là chúng ta sẽ có ba ví dụ như sau. I have a comb. Comb, đúng không? I have a cone. Cone. Và thứ ba chúng ta có I have a conk. Conk, được chưa? Nào, cuối cùng này chúng ta có ba từ sau đây. Từ đầu tiên là mine. Từ thứ hai là nine. Và từ thứ ba chúng ta có từ mingle, đúng không? Mingle. Nào, đầu tiên this is mine. À, thứ hai chúng ta có this is nine. Và thứ ba nè, this is mingled. Nào, thấy rõ khác biệt chưa nào? Ok, vậy là ba từ này thì cũng không quá khó để phân biệt đúng không các em? Nào, chúng ta sẽ sang một phần bài tập nhỏ nhỏ, rất thú vị về cái gì nào? Chúng ta quan sát, hôm nay sẽ làm bài tập rất là mới, đó là phần bài tập về tongue twister. Thế nào là tongue twister các em nhỉ? Tongue twister chính là những cái nhóm từ mà rất là khó phát âm hoặc là rất khó là có thể là gì nhỉ? Phát âm nhanh những cái từ đấy khi chúng ghép với nhau. Đó, và chúng ta hay gọi là líu lo líu lưỡi đấy. Khi các em phát âm nó thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái lưỡi của chúng ta nó sẽ cuộn lên rất là nhiều. Và khiến chúng ta sẽ gặp rất nhiều trục trặc khi phát âm những âm này bởi vì nó khá là giống nhau, đúng không? Chúng ta vào cái câu đầu tiên của chúng ta nào. Câu đầu tiên sẽ là của âm gì các em nhỉ? Âm M. Nào, phát âm thật chậm nha. Nào, câu thứ nhất phát âm là gì đấy? My mommy made me eat my mango. Again. My mommy made me eat my mango. Nhanh hơn một chút nha. My mommy made me eat my mango. Nhanh hơn nữa nào. My mommy made me eat my mango. Ok, các em thấy thế nào? Nào, chúng ta sang câu thứ hai nhá. Câu thứ hai thì nó sẽ là của âm n, đúng không? Âm n của chúng ta. Câu này thì nó khá là dài. Nào, thử phát âm nào. 99 newborn babies need 99 new napkins. Chậm nha. Bây giờ các em giọng Mỹ một chút nào. 99 newborn babies need 99 new napkins. Nhanh một chút nhá. 99 newborn babies need 99 new napkins. Again. 99 newborn babies need 99 new napkins. Đã rất thú vị đúng không? Nào, chúng ta sang nhóm cuối cùng nhá. Câu cuối cùng của chúng ta chính là của âm gì các em nhỉ? Âm ng ở đây. Nào, ví dụ Mrs. King is bringing something pink for Mr. King to drink. Again, Mrs. King is bringing something pink for Mr. King to drink. Nhanh hơn các em nhá. Nào, Mrs. King is bringing something pink for Mr. King to drink. Again, Mrs. King is bringing something pink for Mr. King to drink. Okay, very interesting, right? Now, chúng ta thấy rằng là bài tập tongue twister này nó không chỉ giúp cho chúng ta phát âm cách chính xác mà còn một cách rất là thú vị nữa, đúng không nào? Hy vọng là qua bài ngày hôm nay thì các em có thể phân biệt được ba cái âm mà rất là dễ dàng có thể phát âm được thôi. Đó chính là âm m, n và âm ng. Right? See you then. Bye bye.